Thưa cộng đoàn, một điều tuyệt vời là Chúa đã nói với các tông đồ, hãy thả lưới ở bên mạn phải của thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông vâng nghe ngay và thực hiện như điều Chúa nói. Dù đã mệt mỏi, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn vâng lời. Để rồi thưa cộng đoàn, các tông đồ đã kéo lưới lên và bắt được đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Đây là một con số tượng trưng cho lúc thời bấy giờ các dân tộc trên thế giới ấy. Chỉ 153 dân tộc, có nghĩa là đưa tất cả về với Chúa. Và như thế các tông đồ đã vâng nghe Chúa Giêsu. Để rồi không phải lúc này, mà suốt cả cuộc đời còn lại, các tông đồ đã luôn luôn vâng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Như trong bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy, lời của các tông đồ khẳng định trước các vị tư tế phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Và các tông đồ đã lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu, hân hoan để chịu những thử thách, chịu bách hại, chịu làm khó làm dễ. Nhưng mà hân hoan là vì được nói về Chúa, được làm chứng về Chúa phục sinh. Tại sao lại có thể làm được điều đó? Chúng ta lắng nghe lời Chúa hôm nay để rồi hỏi lại lòng mình, chúng ta có vâng nghe lời Chúa không? Hay là trong cuộc sống chúng ta cứ làm theo cách của mình thôi? Lời Chúa luôn thúc đẩy để chúng ta nên thánh, để sống tốt và sống tròn đầy làm người, ơn làm người và làm con Chúa, sống đẹp, sống ý nghĩa và tử tế, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em mọi người. Từ lời nói, việc làm, từ cái nhìn, từ sự quan tâm, từ cử chỉ, hết mọi cái. Ngay cả bỏ đi một bịch rác, chúng ta cũng nghĩ đến anh chị em, hạnh phúc của người khác. Đây là điều mà Chúa muốn và thôi thúc chúng ta. Vậy chúng ta có lắng nghe lời Chúa để chúng ta nên thánh? Tại sao chúng ta nên thánh được? Tại vì chúng ta trở nên giống như con của Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Khi nào thì chúng ta sẽ vâng nghe lời Chúa và thi hành như thánh ý Chúa muốn? Khi chúng ta kết hiệp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh, mà các tông đồ đã luôn luôn kết hiệp. Chúa Giêsu cầm lấy cá đưa cho các tông đồ. Chúa Giêsu cũng cầm lấy bánh bẻ ra rồi đưa cho các tông đồ. Và Ngài muốn gợi nhắc lại một dấu chỉ, và chính Ngài đã bẻ mình ra và trao cho các tông đồ. Và trong thánh lễ hàng ngày chúng ta cử hành hy tế thập giá của Chúa Giêsu, hiện tại hóa lại hy tế ấy trên bàn thờ. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bánh và rượu đã trở thành mình và máu Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa đã trao cho chúng ta bánh đức bẻ ra và trao cho chúng ta, để chúng ta được dự phần vào trong sự sống thần linh của Thiên Chúa nhờ kết hiệp với con một của Ngài qua phép thánh thể. Kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Chúng ta nói như Chúa nói, chúng ta nghĩ như Chúa nghĩ, tâm cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta hướng về anh chị em cũng như Chúa Giêsu hằng muốn, và hành động như Chúa hành động, hành động của yêu thương, của hy hiến, dâng hiến, luôn hướng về tha nhân cho anh chị em. Đây là sứ mệnh và ơn gọi của chúng ta. Và chúng ta hân hoan vì được chịu những khổ nhục hay những thử thách như các tông đồ. Và những thử thách sự cho đi đấy
là để làm rạng danh Chúa. Chúng ta vui mừng tạ ơn vì chúng ta hôm nay nghe chính lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để chúng ta luôn luôn vâng nghe theo thánh ý của Thiên Chúa, hầu chúng ta chu toàn sứ vụ và ơn gọi, trước hết ngay trong gia đình của chúng ta. Phần vụ của làm cha, làm mẹ, làm con cái, là vợ, là chồng, là ông, là bà, là người anh chị em của nhau, chúng ta biểu lộ trái tim của Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày chúng ta, nhờ chính hôm nay chúng ta kết hiệp trong lời của Ngài và trong thánh thể Ngài.